Lúc 10 giờ sáng ngày 1 tháng 5 năm 2017, Đức cha phụ tá Rancho Chu Văn Minh đã chủ tế thánh lễ đại triều, mừng kỷ niệm 18 năm cung hiến nhà thờ chính tòa Hà Nội. Mở đầu thánh lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng hiệp dân thánh lễ sốt sắng để cầu nguyện cho Tổng giáo phận. Ngài cũng nhắc nhở người tín hữu rằng ngôi nhà thờ này đã được sức giàu để dâng cho Chúa, nên mỗi giáo dân, giáo sư chính tòa cần phải trở nên gương mẫu trong cử hành phục vụ, trong đời sống đức tin sống độc, thể hiện qua sự hiểm nhất và yêu thương. Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, biểu lộ niềm tin sống độc và lòng mến thiết tha của cộng đoàn tham dự. Vào lúc 9 giờ thứ Bảy, ngày 29 tháng 4 năm 2017, dòng đa minh tổ chức thánh lễ mừng kính thánh nữ Katarina, tiến sĩ hội thánh, bổn mạng đệ nhất hội dòng, tiếp nhận 13 tập sinh và trao sứ vụ năm 2017 cho 70 nữ tu tại nguyện đường hội dòng. Trước thành lễ là nghi thức gia nhập tập viên cho 13 tân tập sinh. Nghi thức nhận tập sinh kết thúc, thành lễ bắt đầu lúc 9 giờ 45 Dẫn vào thành lễ, cha chính nhắc lại nhân đức nổi bật của Thánh Catarina là đã tháp nhận những đau khổ của cuộc đời mình và cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Cha nói, chúng ta cầu nguyện cho các nữ tu của dòng, đã nhận thành nữ làm quan thầy đệ nhất, cũng biết theo nhân đức của vị thánh bổn mạng. Đồng thời, cầu nguyện cho 13 tân tập sinh và các nữ tu khấn tiết được ơn luôn trung thành trong ơn gọi đa minh. Sáng ngày 1 tháng 5 năm 2017, Đức Cha Giáo Phận Cô Ma Hoàng Văn Đạt, Chủ sự Thánh lễ Kinh Thánh Du Xe Thợ, làm phép nhà sứ mới và ban phép thêm sức cho các em thiếu nhi, cùng đồng tế với Ngài có quý cha trong và ngoài giáo hạt Bắc Giang. Ngỏ lời với cộng đoàn trong Thánh lễ, Đức Cha chia sẻ với các em thiếu nhi về niềm vui khi được thêm sức. Niềm vui đó đã được nhân lên khi các em biết chia sẻ cho tất cả mọi người khi đã lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần. Sau bài giảng, Đức Cha ban phép thêm sức cho các em thiếu nhi, cho hai giáo sứ Trung Lai và Thiết Nham. Ngày 30 tháng 4 năm 2017, các em thiếu nhi thánh thể giáo xứ chính tòa Thái Bình với sự hướng dẫn của ban giáo lý đã thực hiện những việc làm từ thiện bác ái, tặng quà cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Thái Bình. Bước vào mùa chay, các em được ban giáo lý chia sẻ, hướng dẫn giúp các em hiểu ý nghĩa của việc cầu nguyện, sám hối và làm việc bác ái trong mùa chay. Hy sinh mùa chay là một trong những việc làm đạo đức mà các em thiếu nhi hưởng ứng một cách tích cực. Các em không chỉ có những hy sinh tinh thần như siêng năng cầu nguyện, chăm chỉ học hành, vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô, tích cực tham gia các hoạt động của giáo sứ, bớt những chơi bời tự do, bớt những thói hư tật xấu. Các em còn có cả những hy sinh về vật chất, Ước mong sao những hy sinh bé nhỏ của các em trong 40 ngày chay thánh đem lại niềm vui và nguồn động viên đối với các em nhỏ đang nằm trong viện cũng như người thân của các em. Việc làm tốt lành này của các em thiếu nhi chính tòa cũng giúp chính bản thân các em có những trải nghiệm đáng nhớ và sự sẻ chia về những khó khăn thử thách mà những người xung quanh chúng ta đang gánh chịu đồng thời cũng giúp các em thêm lòng yêu mến tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho mình, cho gia đình mình những hồng ân cao cả về sự bình an trong cuộc sống. Thứ hai ngày 1 tháng 5 năm 2017, tại Thánh đường Giáo sứ Phú Trung thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội gặp mặt đồng hương Giáo Phật Thanh Hóa lần thứ 12 ngày gặp mặt năm nay có sự hiện diện của đức tổng giám mục tu xe nguyễn trí linh giám quản giáo phận thanh hóa chương trình bắt đầu bằng giờ sám hối cộng đồng đón nhận bí tích hòa giải và chầu thánh thể tạ ơn do cha pharo nguyễn hữu giang hướng dẫn tiếp theo là những chia sẻ của quý cha được đan sen bằng những tiết mục văn nghệ sôi động của các bạn sinh viên công giáo và của nữ tu dòng mến thánh giá thanh hóa đang học tập tại sài gòn Kết thúc chương trình buổi sáng, cha du xe Phan Văn Cảnh đã thuyết trình với anh chị em Vi dân về đề tài. Vi dân với sứ vụ truyền giáo, cùng với những câu đố vui về lịch sử giáo phát thanh hóa. Cao điểm của ngày hội ngộ là thánh lễ tạ ơn lúc 14 giờ 30 do Đức Tổng giám mục du xe chủ tế. Trong thánh lễ, Đức Tổng đã chia sẻ cùng cộng đoàn những tâm tình của một người mục tử trong năm tháng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập giáo Phật, Ngài mời gọi anh chị em di dân hãy tiến ra chỗ nước sâu bằng cách đi đến với anh chị em mình và mở lòng mình ra để giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ mà không phân biệt một ai.